Cô Đoàn, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, thì như chúng ta đã biết là các điều trị hỗ trợ như thuốc bảo vệ tế bào, thuốc chống trầm cảm, thì đây là một cái đề tài đã được phát triển qua rất là nhiều năm. Và những cái quan niệm về bảo vệ tế bào thần kinh trong cái giai đoạn trước, khi mà trong cái kỷ nguyên điều trị tái thông đó, thì chủ yếu là nhằm mục đích bảo vệ và các tế bào thần kinh trong quá trình bị thiếu máu cục bộ và sửa chữa tái cấu trúc để phục hồi chức năng. Tuy nhiên trong giai đoạn mà từ cái kỷ nguyên điều trị tái thông đó, thì cái quan niệm về cái thuốc bảo vệ tế bào thì đã được mở rộng, là được áp dụng rất là sớm, trong ngay sau khi bệnh nhân bị một biến cố thiếu máu cục bộ, để nhằm là bảo vệ cái vùng tranh tối tranh sáng, tăng hiệu quả của việc điều trị tái thông và cũng như là cái phục hồi chức năng sau khi mà đột quỵ. Theo thống kê của Bộ Y tế thì tính năm 2015 thì Việt Nam của chúng ta có khoảng 486.000 người sống sót sau đột quỵ. Thì cái tỷ lệ tử vong thì giảm, nhưng mà cái tỷ lệ sống phụ thuộc một phần hoặc là hoàn toàn thì khoảng từ 70 đến 75%. Và chúng ta đều biết rằng cái can thiệp tái thông là một cái biện pháp tối ưu để giúp làm giảm cái tỷ lệ tàn phế sau đột quỵ. Tuy nhiên chỉ khoảng 10 đến 20% bệnh nhân đã được điều trị tái thông. Và trong đó thì có khoảng 50% là bệnh nhân vẫn có những khiếm khuyết thần kinh sau 3 tháng. Do đó cái vai trò của việc bảo vệ tế bào thần kinh, phục hồi chức năng sau khi mà bị biến cố đột quỵ là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thì cái quan niệm bảo vệ tế bào thần kinh đó là cái sự bảo vệ tế bào thần kinh tránh các tổn thương có hại từ nhiều cái yếu tố sinh bệnh khác nhau. Và để biết rằng là cái tế bào việc bảo vệ tế bào thần kinh này tác động có cơ chế tác dụng như thế nào, thì chúng ta nhắc lại cái dòng thác bệnh sinh của đột quỵ thiếu máu cục bộ. Thì khi mà có một cái tổn thương thiếu máu cục bộ thì xảy ra một cái tình trạng giảm cái năng lượng đến cái vùng mà bị tổn thương, làm tổn thương cái bơm natri kali ATPase gây ra thừa cực màng tế bào và làm tăng cái phóng thích glutamate và tăng cái hoạt động của cái thụ thể NMDA phụ thuộc vào glutamate, và từ đó tăng cái dòng canxi vào nội bào, và tăng dòng canxi vào nội bào sẽ gây ra cái tăng độc tính kích thích và cái stress oxy hóa dẫn đến hoại tử tế bào. Và sau đó thì sẽ gây ra tăng cái sản xuất các cái dòng oxy mà phản ứng và cái stress oxy hóa, tăng canxi nội bào và tổn thương ti thể, và sau đó thì là những cái tổn thương hàng rào máu não, phù não, hiện tượng viêm và hiện tượng chết tế bào. Và sau cái quá trình mà bị dòng thác bệnh sinh đó, thì sẽ diễn đến ra một cái quá trình là sửa chữa và tái cấu trúc. Thì những cái mục tiêu của các tác nhân bảo vệ thần kinh thì có rất là nhiều mục tiêu như đã trình bày. Thứ nhất có thể là trong cái giai đoạn trong giai đoạn sớm đó, làm sao là cung cấp cái năng lượng đến vùng mô bị thiếu máu cục bộ. Ví dụ như làm giảm chuyển hóa tại cái vùng bị thiếu máu cục bộ, như những cái biện pháp hạ thân nhiệt, làm tăng thích nghi của cái vùng mô thần kinh đối với tình trạng thiếu máu cục bộ, hoặc là tăng cung cấp oxy đến cái vùng thiếu máu, hoặc là những cái biện pháp tác động lên các kênh natri, ngăn cái độc tính kích thích vân vân. Các biện pháp để chống cái stress oxy hóa, ức chế canxi vào nội bào, ức chế GABA, điều hòa cái chức năng ti thể, kháng viêm và sau đó là sửa chữa tái cấu trúc. Và có một số mà những cái tác nhân, những cái biện pháp nó có tác dụng lên nhiều cơ chế khác nhau. Thì các biện pháp bảo vệ thần kinh cho tới nay á, thì đầu tiên người ta phát triển một cái tác nhân bảo vệ thần kinh thì qua những cái nghiên cứu tiền lâm sàng trên động vật, và sau đó qua các nghiên cứu trên lâm sàng, thì cho tới nay có trên 100 những cái biện pháp hay là các tác nhân bảo vệ thần kinh đã được nghiên cứu trên 200.000 trên 200 cái nghiên cứu RCT và trên 40.000 bệnh nhân. Tuy nhiên là những cái kết quả về cải thiện về chức năng, phục hồi chức năng ở trên những cái nghiên cứu RCT mà trên lâm sàng, tiền lâm sàng thì có hiệu quả. Tuy nhiên qua đến giai đoạn pha 2 ở người thì còn có một số bằng chứng, tuy nhiên qua trên giai đoạn pha 3 thì cái hiệu quả nó cũng không còn rõ rệt. Thì vậy thì người ta đặt ra cái quan niệm về bảo vệ thần kinh trong cái kỷ nguyên điều trị tái thông. Thì trước đây, khi mà điều trị tái thông á, thì cái vai trò của bảo vệ thần kinh chủ yếu là bảo vệ tế bào thần kinh trước cái tình trạng thiếu máu cục bộ, và sau đó là sửa chữa và phục hồi.
Còn trong cái kỷ nguyên điều trị thoái thông á, thì cái các thuốc bảo vệ thần kinh còn nhằm đến việc là bảo vệ thần kinh, tức là mình bảo vệ cái vùng tăng tối tăng sáng và làm tăng cái hiệu quả của điều trị tái tưới máu và sau đó là phục hồi. Như vậy thì các thuốc bảo vệ thần kinh trong cái giai đoạn mới nó có rất là nhiều vị trí, nó có vị trí tác động từ trước khi mà chúng ta có thể áp dụng, từ trước khi bệnh nhân tái thông, tức là trên đường bệnh ngay sau khi bệnh nhân bị biến cố đột quỵ và trên đường vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện, thì ta cũng có những cái biện pháp để mà bảo vệ thần kinh, bảo vệ vùng tăng tối tăng sáng và làm chậm cái sự lan rộng của vùng nhồi máu. Còn trong quá trình điều trị tái thông thì một số biện pháp có thể tăng hiệu quả của tái thông và tăng tưới máu. Còn sau điều trị tái thông thì có những cái biện pháp để chúng ta ngăn ngừa những cái tổn thương tái tưới máu và phục hồi chức năng. Thì đầu tiên tôi xin đi vào một số những cái biện pháp bảo vệ những cái vùng tăng tối tăng sáng trước khi mà chúng ta điều trị tái thông. Thì có một số những biện pháp, ví dụ như cung cấp oxy đẳng áp để cung cấp mô đến cái vùng tăng tối tăng sáng, bị những cái biện pháp hạ thân nhiệt. Những cái biện pháp hạ thân nhiệt có thể áp dụng nội mạch hoặc là làm lạnh trên bề mặt kết hợp với điều trị tái thông. Những cái biện pháp ức chế kênh canxi, ức chế kênh natri và đối kháng thụ thể NMDA. Thì người ta thấy rằng những cái biện pháp cung cấp oxy đẳng áp trên những cái nghiên cứu sơ bộ thì có hiệu quả. Tuy nhiên trên các thử nghiệm lâm sàng nhỏ thì hầu như âm tính, mặc dù là an toàn và dễ dung nạp. Những cái biện pháp hạ thân nhiệt thì trên những cái nghiên cứu pha 2 làm lạnh nội mạch hoặc là nghiên cứu trong làm lạnh trên bề mặt thì là cho tác động, cho kết quả là âm tính. Nghiên cứu RCT pha 3 thì cũng kết quả là âm tính. Và đồng thời cái biện pháp hạ thân nhiệt á, thì nó làm tăng cái biến cố bất lợi và làm cho và kém dung nạp. Còn những cái biện pháp ức chế kênh natri canxi, ức chế là thụ thể NMDA đều cho kết quả hầu như là âm tính trên những cái thử nghiệm lâm sàng. Gần đây có một số những cái biện pháp bảo vệ vùng tăng tối tăng sáng có vẻ có hứa hẹn trên những cái thử nghiệm lâm sàng. Ví dụ như các biện pháp là người ta sử dụng magnesium sulfate truyền tĩnh mạch trong vòng 2 tiếng đầu sau khi đột quỵ. Thì là đây là một cái biện pháp làm giãn mạch trực tiếp bảo vệ tế bào thần kinh. Tuy nhiên trên những cái nghiên cứu pha 2 thì cho có hiệu quả, nhưng mà qua tới nghiên cứu pha 3, FASTMAT thì cho kết quả âm tính, mặc dù đây là một can thiệp an toàn. Cái tác nhân thứ hai đó là fingolimod, là giúp làm tăng tái tưới máu sau đột quỵ. Thì trên cái nghiên cứu pha 3, trên cái nghiên cứu FAMTAS trial thì cho kết quả âm tính, tuy nhiên nó làm tăng cái biến cố xuất huyết. Những cái can thiệp là tạo thực sự thích nghi từ xa đối với tình trạng thiếu máu cục bộ sau đột quỵ thì trên những cái nghiên cứu gần đây thì cho thấy rằng chưa có đủ bằng chứng, mặc dù là an toàn và dễ dung nạp. Một cái tác nhân khác đó là nerinethide, cái cơ chế tác động đó là ngăn cái tác động hoạt hóa protein hậu synap BSD95 gắn lên cái thụ thể NMDA, và làm cái này nó cũng tác động giống như là một cái tác nhân là kháng thụ thể NMDA, và nhằm cái cơ chế tác dụng là giảm thể tích của vùng nhồi máu. Thì trên cái nghiên cứu ESCAPE-NA1 thì trên người ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân mà lấy khối dụng cụ kết hợp với lại nerinethide thì cho kết quả là âm tính trên cái phục hồi chức năng, ngoại trừ ở những cái bệnh nhân mà cái nhóm mà không dùng anteplast thì lại cho kết quả dương tính. Và do đó người ta chờ đợi những cái nghiên cứu pha 3, đó là nghiên cứu Frontier Trial và ESCAPE-NA1 đang tiến hành để cho một cái kết luận rõ ràng hơn. Thì đây qua đây cũng nhắc lại một cái cũng giới thiệu một số cái biện pháp, đó là cái sự thích nghi, tạo sự thích nghi từ xa đối với tình trạng thiếu máu cục bộ trước, trong và sau đột quỵ. Thì đây là một cái biện pháp mà người ta ứng dụng ban đầu đối với cơ tim, tức là người ta bơm một cái xả ngắt quãng một cái bao máy đo huyết áp ở chi trên trên cái huyết áp tâm thu để gây thiếu máu cục bộ ở chi. Và cái sự gây thiếu máu cục bộ chi nó có hiệu quả từ xa để bảo vệ cho các cơ quan khác, ví dụ như tim, não đối với tình trạng thiếu máu cục bộ. Và cái biện pháp này có thể áp dụng trước khi có biến cố đột quỵ, tức là đối với những cái bệnh nhân mà người ta phẫu thuật về động mạch cảnh vân vân, hoặc là đối với những bệnh nhân mà có hẹp mạch nội sọ thì cho thấy rằng làm giảm cái biến cố đột quỵ. Hoặc là người ta có thể áp dụng trong cái giai đoạn mà biến cố đột quỵ xảy ra và sau biến cố đột quỵ. Thì đối với những cái trước đột quỵ thì có 3 RCT nhỏ trên những cái bệnh nhân hẹp mạch nội sọ hoặc là có tiền sử đột quỵ trong vòng 30 ngày trước thì cho thấy làm giảm cái đột quỵ tái phát và tăng cái tỷ lệ phục hồi chức năng. Còn
Cái biện pháp xét nghiệm từ xa trong đột quỵ thì có một thử nghiệm lâm sàng trên trên 443 bệnh nhân thì nghi ngờ đột quỵ thiếu máu cục bộ. Tuy nhiên trên cái được gây thiếu máu cục bộ trên đường vận chuyển đến bệnh viện, tuy nhiên cái kết quả là không có cải thiện kết cục về chức năng, mặc dù là có hiệu quả tức thì trong việc làm giảm cái nguy cơ của cái nhu mô bị nhồi máu. Thì đây là một cái nghiên cứu pha 2B gây ra thích nghi từ xa sau đột quỵ, thì đánh giá 4 chu kỳ bơm huyết áp trên 20mm thủy ngân trên huyết áp tâm thu trong vòng 5 phút ở chi không bị liệt, được thể hiện trong 6 giờ đầu sau khi đột quỵ so với điều trị tiêu chuẩn ở 60 bệnh nhân, thì cho thấy rằng là không có cải thiện chức năng trên điểm modified ranking và cần giống nghiên cứu pha 3. Một số các biện pháp bảo vệ vùng tâm tối tranh sáng khác như fingolimod thì cho thấy rằng là có cải thiện là kết cục điểm NIS sau 24 giờ và điểm modified ranking, tuy nhiên nó lại làm tăng cái biến cố xuất huyết ở trên những cái bệnh nhân. Một cái tác nhân khác đó là nerinethide, đây là một cái tác nhân đã được đề cập gần đây trong cái hội nghị đột quỵ thế giới năm 2020. Thì đây trong nerinethide là một cái peptide, nó làm phá vỡ cái sự liên kết giữa cái thụ thể NMDA với là cái protein BSD95, và do đó là nó ngăn cái dòng canxi, ngăn cái dòng canxi vào nội bào, và do đó nó gây chặn đứng cái quá trình gây ra chết tế bào sau khi đột quỵ. Thì cái nghiên cứu nerinethide trên những cái bệnh nhân đã được so sánh với giả dược ở trên 1.105 bệnh nhân nhồi máu não do tắc cái động mạch lớn được lấy huyết khối bằng dụng cụ, thì người ta thấy rằng sử dụng so sánh với giả dược thì cho thấy rằng nerinethide không có cải thiện về điểm modified ranking ở tại thời điểm 3 tháng. Tuy nhiên khi mà phân nhóm sử dụng hay là không sử dụng anteplas trước đó thì người ta thấy rằng là ở nhóm mà không có sử dụng anteplas thì cái nerinethide cho thấy là cải thiện chức năng trên cái điểm modified ranking 0 đến 2 tại thời điểm 3 tháng. Như vậy rằng người ta cho rằng là có thể do cái nerinethide này nó bị cắt đứt bởi cái plasmin được tạo ra thành bởi anteplas, do đó nó mất các tác dụng ở trên những cái bệnh nhân mà sử dụng anteplas trước đó. Ngoài ra thì ở nhóm không dùng anteplas thì người ta thấy rằng cái nerinethide có tác dụng làm giảm thể tích cái vùng nhồi máu so với giả dược và làm giảm tỷ lệ tử vong. Sau đó chúng ta qua những cái biện pháp ngăn để hậu quả tái tưới máu và phục hồi tế bào thần kinh, thì có một số những cái can thiệp để ngăn cái hậu quả của việc tái tưới máu sau tái thông và thúc đẩy phục hồi tế bào thần kinh. Ví dụ như những biện pháp hạ thân nhiệt, truyền albumin và những cái biện pháp bảo vệ thần kinh trực tiếp, những cái tác nhân bảo vệ thần kinh trực tiếp vân vân. Thì đầu tiên chúng ta đi vào một cái thuốc chúng ta hay thường sử dụng trên lâm sàng, đó là cái cetirizin, là một cái hỗn hợp mảnh peptide bắt chước cái tác dụng của các yếu tố dinh dưỡng thần kinh, và trên động vật thì thuốc có tác dụng là tân tạo mạch và tính sinh thần kinh. Trong một nghiên cứu pha 2 năm 2016 trên 208 bệnh nhân đột quỵ so sánh cetirizin với cái giả dược kết hợp với lại điều trị phục hồi chức năng trong vòng 21 ngày thì cho thấy rằng là có cải thiện cái điểm kết cục chính, đó là cái phục hồi chức năng chi trên ở nhóm dùng cetirizin so với giả dược, và cải thiện về cái điểm modified ranking. Và đồng thời là cái cetirizin cho kết quả an toàn và dung nạp tốt. Cái nghiên cứu thứ hai trên một cái thử nghiệm lâm sàng bù đôi lớn ở người châu Á năm 2012 trên 1.070 bệnh nhân được dùng cetirizin so sánh với giả dược kết hợp với aspirin, thì người ta thấy rằng cái kết cục chức năng vào ngày thứ 90 thì sẽ không có sự khác biệt giữa hai nhóm là cetirizin và giả dược. Tuy nhiên là người ta thấy rằng ở những cái nhóm bệnh nhân mà có điểm NIS cao trên 12, tức là bệnh nhân đột quỵ nặng, thì cho thấy có cải thiện chức năng và giảm tử vong ở những cái bệnh nhân đột quỵ nặng. Còn một số những cái biện pháp khác, ví dụ như citicoline, thì trong một cái phân tích gộp 10 thử nghiệm lâm sàng thì cho thấy rằng có một số lợi ích cải thiện về chức năng ở nhóm không có dùng TPA và đột quỵ nhẹ hoặc là trung bình với điểm NIS dưới 14, nhưng cái nghiên cứu pha 3 ICTUS trial thì cho lại kết quả âm tính. Thứ hai đó là minocycline, thì cái vai trò nó là
kháng viêm và ức chế cái metalloprotease. Thì trong 4 cái nghiên cứu mẫu nhỏ thì cho kết quả dương tính, nhưng mà cái nghiên cứu pha 3 thì lại không cho thấy cái hiệu quả. Một cái tác nhân khác đó là endavarol, thì có vai trò là 7 gốc tự do chống oxy hóa. Thì trong cái nghiên cứu Protect 4.5 thì cái endavarol kết hợp với lại tiêu khối đường tĩnh mạch có thể cải thiện kết cục ở những cái bệnh nhân mà có điểm NIS, chỉ ở những bệnh nhân có điểm NIS trên 16. Cái tác nhân thứ tư là uric acid kết hợp với anteplar thì cho thấy rằng là qua cái nghiên cứu Irico Ictus thì không cho thấy được cải thiện mấy chức năng ở ngày thứ 90. Rồi một số những cái biện pháp khác, ví dụ như sử dụng phức hợp NXE 095 trong 6 giờ đầu, thì những cái nghiên cứu pha 1 thì cho kết quả dương tính, nhưng mà pha 2 thì cho kết quả âm tính. Tương tự là albumin, sử dụng albumin 25% truyền trong vòng truyền ngay sau đột quỵ. Cái những biện pháp khác ví dụ như làm lạnh nội mạch chọn lọc, hoặc là sử dụng cái nicerin trinitrat thì cho kết quả âm tính. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái biện pháp bảo vệ thần kinh cho tới nay trên các nghiên cứu tiền lâm sàng thì cho kết quả dương tính. Tuy nhiên cho qua các nghiên cứu lâm sàng đến pha 3 thì hầu như là cái kết quả chỉ có một số lợi ích ở một số nhóm bệnh nhân trong cái subgroup, trong cái những cái nghiên cứu. Người ta đặt vấn đề là cái đột quỵ thiếu máu cục bộ đó có rất nhiều yếu tố bệnh sinh, và những cái thuốc tác nhân tác động bảo vệ đó chỉ có tác động đến một đến vài cơ chế bệnh sinh thôi, và đôi khi là cái việc sử dụng cái thời điểm mà mình áp dụng và cái thời gian áp dụng các biện pháp bảo vệ thần kinh có vẻ nó chưa có thích hợp, và do đó cần có những nghiên cứu thêm để mà khẳng định cái vai trò của những cái biện pháp bảo vệ thần kinh. Và một số những cái biện pháp hứa hẹn đang được tiếp tục, như ví dụ như nerinetai, cái những cái biện pháp thích nghi từ xa đối trước đột quỵ, hoặc là oxy đẳng áp, vân vân. Như vậy về khuyến cáo đối với của hội đột quỵ thành phố Hồ Chí Minh năm nay, đó là các thuốc bảo vệ và dinh dưỡng thần kinh đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả, cải thiện một số lĩnh vực chức năng sau đột quỵ trên dân số của các nghiên cứu, và được khuyến cáo là 2B bằng chứng B. Rồi một số những cái biện pháp khác để phục hồi chức năng, ví dụ như trị liệu phục hồi chức năng kích thích vỏ não, ví dụ như kích thích từ trường xuyên sọ, hoặc là sử dụng một số những cái tác nhân, ví dụ như thuốc chống trầm cảm. Thì những cái thuốc chống trầm cảm thì có bằng chứng về tính bảo vệ thần kinh và sinh thần kinh trong những cái nghiên cứu trên động vật. Về cơ chế thì là chưa có rõ, và có thể là do nhiều yếu tố, ví dụ như là tăng tưới máu, tăng kích thích vỏ não, hoặc là tăng tác dụng của các yếu tố tăng trưởng thần kinh và làm cho tăng sinh thần kinh. Thì có tổng hợp một số những cái thử nghiệm lâm sàng ở trên người đối với một số cái thuốc chống trầm cảm, mà chủ yếu đó là cái fluoxetine, thì cho thấy rằng có một số hiệu quả trên những nghiên cứu ban đầu. Ví dụ trên nghiên cứu FLAME thực hiện trên 118 bệnh nhân cho thấy fluoxetine kết hợp với trị liệu phục hồi chức năng cho thấy được cải thiện được kết cục về chức năng. Gần đây thì có nghiên cứu Affinity về cái thuốc chống, vai trò của thuốc chống trầm cảm fluoxetine ở trên những cái bệnh nhân mà đột quỵ. Thì trong đó cái số lượng bệnh nhân ở Việt Nam đó là lên đến là 706 người. Thì chúng ta thấy rằng những cái bệnh nhân ở trong nghiên cứu này thì chủ yếu là có điểm NIS là trung bình là 6 điểm. Về kết cục cải thiện về chức năng trên modified Rankin tại thời điểm 3 tháng thì không có sự khác biệt giữa nhóm dùng fluoxetine và nhóm dùng giả dược. Tuy nhiên cái nhóm fluoxetine người ta thấy rằng là có cải thiện kiểm soát về cảm xúc và tâm trạng, nhưng mà giảm tỷ lệ trầm cảm không có ý nghĩa thống kê. Đồng thời những cái thuốc chống trầm cảm thì qua những cái nghiên cứu đều cho thấy rằng có tăng nguy cơ té ngã, động kinh và gãy xương. Thì chúng ta tổng quan lại một số những cái nghiên cứu về những cái thuốc chống trầm cảm SSRI, mà cụ thể là so fluoxetine thì có 3 cái nghiên cứu pha 3. Thì trong 3 nghiên cứu pha 3 này đều cho kết quả là âm tính. Thì chúng ta thấy rằng trong 3 nghiên cứu pha 3 này hầu hết những cái bệnh nhân mà được đưa vào cái nghiên cứu là những cái bệnh nhân có đột quỵ nhẹ so với nghiên cứu FLAME mà cho kết quả dương tính. Và đồng thời rằng là cái thang điểm mà đánh giá cái chức năng trong cái 3 nghiên cứu này đó là thang điểm Modified Rankin. Trong khi trong cái nghiên cứu FLAME thì cái thang điểm đánh giá
là cái chức năng vận động. Do đó người ta nghĩ rằng là cái thang điểm chức năng đánh giá chức năng vận động nó nhạy cảm hơn đối với modified ranking để đánh giá hiệu quả của cái thuốc, những cái thuốc chống trầm cảm. Như vậy về cái khuyến cáo của thuốc chống trầm cảm thì hiện nay cho tới nay thì không khuyến cáo thường quy sau đột quỵ, và chỉ khuyến cáo đối với những cái bệnh nhân đã được chẩn đoán trầm cảm sau đột quỵ sau khi chúng ta cân nhắc về lợi ích và nguy cơ. Như vậy thì thông điệp của chúng tôi đó là gì? Thì điều trị tái thông đã mở ra một cái thời kỳ mới cho những cái biện pháp bảo vệ thần kinh với những cái mục tiêu là không chỉ phục hồi chức năng mà còn bảo vệ cái vùng tinh tối trong sáng, giảm thể tích vùng nhồi máu và tránh những cái tổn thương tái tuyến máu sau tái thông. Và những các biện pháp bảo vệ thần kinh cần được khởi đầu sớm ngay sau khi khởi phát đột quỵ và trên các giai đoạn khác nhau của đột quỵ. Và việc phối hợp các biện pháp bảo vệ thần kinh với cái điều trị tái thông hứa hẹn là một cái giải pháp tối ưu cải thiện chức năng sau đột quỵ ở trong những nghiên cứu sắp tới. Xin chân thành cảm ơn.